Ê, xin chào các bạn. Hôm nay mình cho các bạn biết đây là file quy hoạch mới 2020 đến 2030 của huyện Trảng Bom, gồm có những cái quy hoạch như thế nào và cái vành đai giáp ranh của nó là thuộc huyện gì, xã gì. Thì mình sẽ quay cho các bạn biết nha. Huyện Trảng Bom thì giáp thành phố Biên Hòa, giáp huyện Long Thành, giáp huyện Vĩnh Cửu, giáp huyện Thống Nhất, giáp huyện Định Quán. Huyện Trảng Bom là có sức nổi bật nhất là khu công nghiệp Giang Điền, là một trong những khu nghiệp lớn nhất của tỉnh Đồng Nai hiện bây giờ. Khu này là khu công nghiệp Giang Điền. Khu công nghiệp Giang Điền thì cũng có một phần đất của xã Tam Phước. Đây là xã Tam Phước. Thành phố Biên Hòa. Đấy. Còn đây là ngã tư chợ khu công nghiệp Giang Điền. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Có những con đường mới và đây là chỗ này nè, đó có cái quy hoạch này nè, sẽ nối với đường Bắc Sơn đi sân bay Long Thành. Từ đây là khu nghiệp, ngay từ chợ đi ra đây đường Phùng Hưng này, đó đây mới nè. Đây là đường Bắc Sơn đi ra Long Thành, sân bay quốc tế Long Thành. Đây, nối tiếp đường Bắc Sơn. Ở đây là khu vực ấp 2 của xã An Viễn. Ấp 2 xã An Viễn thì nó cũng giáp với xã Long Đức. Đây là khu vàng vàng như này, vuông á, như cái bánh, như bánh chưng này á, là đất của nông trường, nông trường cao su. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn đi ra xem tiếp ra quốc lộ 1A. Đây là xã đồi sông Mốt này. Đây là con đường vành đai 4. Đường này được nối đi qua rất là nhiều xã, nhiều huyện. Ra tới huyện Vĩnh Cửu nữa cơ. Đấy, đường vào sân bay Long Thành đó sẽ kết nối đi qua Cẩm Mỹ. Đây là con đường quy hoạch mới đấy nha mọi người. Đây này, sẽ đi thẳng qua bên xã Hộ Nai, thành phố Biên Hòa, nó giáp bên này. Đường này đã đi thẳng ra thuộc huyện Vĩnh Cửu. Đường vành đai 4. Còn nó kết nối đi đâu nữa thì chúng ta cũng chưa biết, vì có những cái file quy hoạch mình không có để mình đưa cho các bạn xem. Mình quay sơ bộ cho các bạn biết vậy thôi nha. Đây là thành phố Biên Hòa. Thì đây là cái đường quốc lộ 1A đây này. Cái đường này được nối từ thành phố Biên Hòa đi vào trung tâm huyện Trảng Bom, quốc lộ 1A. À, các bạn để ý nha. Thì chỗ này nó có một con đường nữa là được nối với đường Võ Nguyên Giáp. Đây, đường Võ Nguyên Giáp. Đường Tân Cang đấy, khu du lịch Vườn Xoài đấy các bạn. Khu du lịch Vườn Xoài là xã Tân Cang.
Đó, mình đi thẳng luôn. Đây là trung tâm huyện Tràng Bom, Ủy ban Nhân dân huyện. Mình đi tiếp là ra huyện Thống Nhất. Đây, xã Tây Hòa. Mình quay sơ bộ cho các bạn biết từng xã, nó có đất gì, hiện trạng đất nó như thế nào. Xã Sông Thao. Đây, xã Bầu Hàm. Xã Bầu Hàm là có đường điện 500 kV đi qua này các bạn. Nó đang răng cưa cưa dít dắt đấy. Màu đen. Các bạn nhớ nha nè. Anh chị em nào mà mới biết kênh BDS Cẩm Mỹ 1 thì nhớ đăng ký kênh để nhận thêm những video liên quan về bất động sản, cũng như là mua bán và ký gửi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ 0982 687 668. Đây là xã Thanh Bình. Xã Thanh Bình thì nó giáp với huyện Vĩnh Cửu và huyện Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai. Cái màu xanh này nó là hồ nước nha các bạn. Sông ngòi là màu xanh. Những cái khu này thì đất nó vẫn còn là đất nông nghiệp rất là nhiều, nông trường. Giá đất ở đây cũng rất còn rẻ. Thì đây là nó giáp với huyện Vĩnh Cửu nè, nó màu trắng. Thì mình quay sơ bộ như vậy cho các bạn tham khảo. Đây là xã Cây Gáo. Các bạn nhớ comment phía dưới để mình biết các bạn đang xem video của mình nhá. Mình luôn luôn có những cái gì mình biết thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người, cũng như các anh em môi giới và những người mới bắt đầu vào làm nghề. Còn đây là khu nghiệp Sông Mây, xã Bắc Sơn. Đây là xã Hồ Nai. Xã Hồ Nai là thuộc gần như là thành phố Biên Hòa. Còn đây là khu công nghiệp Hồ Nai. Ở xã Bình Minh. Xã Quảng Tiến. Đây là khu trung tâm thị trấn huyện Tràng Bom. Khu đây dân này là rất là lớn, sầm uất. Đây là đường quốc lộ 1A, Ủy ban huyện Tràng Bom,
Đường này là đường vào xã Thanh Bình. Cây giáo đó mọi người ạ. À. Khu dân cư đây rất là lớn. Còn đây là đường ray xe lửa. Đường ray xe lửa Sài Gòn, Hà Nội. Xã Tây Hòa. Xã Đông Hòa. À, xã gì đây? Xã Hưng Thịnh. Đây ta lại quay lại về khu xã An Viễn và xã đồi sông Mốt, tổng thể tổng quan giáp sân bay Long Thành. Đây là khu bộ đội này, đất bộ đội. Đây là khu biệt thự nhà vườn thuộc ấp 2 xã An Viễn. Khu này là được nằm trong quy hoạch đất ở nhưng mà vừa rồi nó chưa quét. Khu này rất là nhiều thổ cư. Đây là con đường này cũng nối được đường Phùng Hưng đi vào khu nghiệp Giang Điền, ra xã Hưng Thịnh, ra trung tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp An Viễn Hưng Thịnh đấy. Đường đó nó có cái tên như thế, cụm công nghiệp đấy các bạn ạ. Đấy, khu này này. Và chúng ta đi tiếp coi nó nối đi đâu. À, nó nối qua đường Đông Hòa. Đây, đường Đông Hòa. À, đường Đông Hòa đi ra xe lửa. Đây, đường này nối dài ra xã nào đây? À, đi ra Thống Nhất. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn tổng quan của các xã thuộc huyện Trảng Bom. Mình zoom nó lại một tí nào. Rồi mất rồi. Đây, chúng ta này trở về vị trí khu vực khu nghiệp Trang Điền và xã An Viễn, khu Bình Đai, sân bay Long Thành, huyện Long Thành. À, các bạn xem nha, chúng ta chịu khó ngó vào màn hình, chữ nó hơi nhỏ. Video này có thể mang lại cho các bạn thêm một phần thông tin.
Và nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình. Cho mình một like và share, chia sẻ cho những người mới vào làm bất động sản hoặc là tìm hiểu đầu tư và khai thác khu vực bất động sản tại Đồng Nai. Và đây là sông Buông, thác Hương Điền, cầu đây là sông Buông đấy anh chị, màu xanh là sông đầu nguồn. Đây là chỗ cầu Văn Viễn nè nha mọi người, đường Phùng Hưng ra đồi sông Muốc, ra quốc lộ 1A. Đây là sông sông Buông sẽ đi ra các xã lân cận. Ngoài ra thì có anh em các doanh nghiệp nào mà có mua đất để làm xưởng nhà kho bãi công ty sản xuất thì alo cho mình sẽ tìm địa điểm để giới thiệu cho các bạn về đây sản xuất, mở các doanh nghiệp khai thác tại khu vực Đồng Nai. Và liên hệ Zalo số 0988 243 078, đất nhà xưởng Long Thành. Xin chân thành cảm ơn. Xin CHOTTCMINGNTHNHPHSNB Xin CDNBT NGS and Long TH and H City Hotline 0982687668 GP and 6TCT VNUTBT NES and TI Long TNANG 9 Lian H Zalo 0982687668 Bit Dan 6T